Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Radio. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cũng như là quay chi tiết cho mọi người về cái mẫu đẩy công suất lớn. Và như đây thì em có tháo sẵn ra rồi để quay chi tiết cho các bác xem những cái dòng đẩy để cho các bác đánh những cái đôi loa công suất lớn và có thể sử dụng để chơi sút kép. Thì đây là những cái con đẩy nó còn rất là mới. Nó còn rất là mới và hàng thì toàn hàng xịn thôi. Rất đẹp đó nha. Con kia thì công suất là nó nhỏ. Còn ở đây 1, 2, 3, 4 con thì công suất lớn. Những dòng đẩy này thì nó quá nổi tiếng rồi. MUF. Đây dòng Linsen xem. Con này là hàng của Mỹ nhưng nó là được lắp ráp tại Trung Quốc. Các bác đi mua những cái sản phẩm nào cũng thế thôi, nên chú trọng nhiều về cái vấn đề linh kiện bên trong. Linh kiện nó có tốt thì nó mới ra cái chất âm hay cũng như là sử dụng nó độ bền cao. Có nhiều bác đi mua đẩy thì cứ hỏi em là nó chạy bao nhiêu sò. Thì tùy dòng đẩy mình có thể là đếm sò tính sò. Nhưng mà có những dòng đẩy thì người ta sẽ không tính sò mà người ta tính công suất. Đấy, công suất bao nhiêu. Còn anh em nào thích nhiều sò thì chỉ có chơi hàng Việt Nam thôi. Hàng Việt Nam thì sò rất là nhiều. Đấy. Giá rẻ. Toàn bộ những cái mẫu đẩy này đều sản xuất tại Trung Quốc nhé. Sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó là hàng xịn, hàng chính hãng. Không có hàng loại 1, loại 2 gì ở đây. Đấy. Có nhiều bác đi mua hàng cũng bảo là tâm lý là đi ngại mua hàng Trung Quốc. Nhưng đa phần bây giờ nó sản xuất tại Trung Quốc. Trung Quốc nó có rất là nhiều loại. Nếu các bác biết mua, biết chơi thì khi sở hữu những cái con hàng xịn, kể cả loa cũng thế thôi, thì chất lượng nó sẽ hơn hẳn những cái hàng đóng, hàng loại 1, loại 2. Trước hết em sẽ quay về cái con MUF TX7.0. Con này nó sử dụng chiết áp bi này, vặn rất là sướng tay. Mặt rất là đẹp nhá, mặt phay nhôm. Chưa có lau chùi. Đẹp, sáng bóng. Đặc biệt là bên trong ruột gan. Ở đây là em mở từ hôm trước livestream. Thế là bây giờ nó có ít bụi nó bay vào. Còn hôm vừa rồi mở ra thì nó không không có tí bụi nào. Nó còn quá là mới. Con này như kiểu là ở bên kia nó để hàng tồn kho ấy. Các bác nhìn đẹp chưa? Nó để hàng tồn kho nên nó còn rất là mới. Đây là dòng đẩy MUF rất là nổi tiếng. Nó sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Toàn bộ mên vỉ mạch đều đây, các bác nhìn này. Đấy, USA. Kể cả những cái dòng đây, cái vỉ mạch đấy. Mọi người thấy chưa? Dòng đẩy xuất sắc thì có rất là nhiều loại nhé. Cũng kiểu máy như thế này nhưng mà đối với dòng này nó là hàng xịn chính hãng. Thì cái chất lượng nó sẽ hơn hẳn đối với những cái hàng loại khác. Con này nó chạy 20 sò sắt và bộ áp 16 sò than. Đây. Đẹp chưa? Để đây nó mắt bụi vào nhưng không mở ra. Đẹp như mới. Còn đây là mặt đằng sau của nó. Dây nguồn đây, to vật vã luôn. Đây. Các bạn nhìn này, công nghệ USA, có nghĩa là công nghệ Mỹ. Nó được sản xuất tại Trung Quốc, công nghệ Mỹ. Đấy. Đây, sò mới đét nhá. Chơi những con máy mà nó còn đẹp, nó mới như này thì mình dùng rất là an tâm luôn. Đấy. Dùng cực kỳ sướng. Hiện tại như con này em đang bán mức giá là 6.200.000 các bác nhé. 6.200.000. Đây. Còn sang con này thì model cao cấp hơn một chút. XT 9.0. Tất cả máy móc đều còn zin, đẹp như mới. 24 sò sắt và bù áp 16 sò than. Đây là những dàn sò bù áp. Có rất là nhiều bác không biết có con sò bù áp nó ở chỗ nào.
Đây là những con sò bù áp này, mặt trên và mặt dưới nhá. Đấy. Có nhiều anh em còn bảo là sao đếm bên trên này nó có 12 con sò, nó còn cả mặt dưới nữa các bác nhá. Đấy. Dành cho những bác nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi thì bỏ qua. Các bác chỉ cần so sánh cái mức giá trên thị trường, ở đâu giá tốt thì các bác lựa chọn để mua. Đây. Rất là đẹp. Con này có giá là 7 triệu các bác nhé, 7 triệu. Đây. Con này xuất sắc luôn, đẹp như mới. Đây. Đối với cái dòng sò này thì là sò than. Đấy. Còn về cái chất lượng, chất lượng thì nó hơn hẳn những cái dòng sò đẩy sò sắt như thế kia các bác nhé. Đấy. Những hai những dòng đẩy sò sắt kia nó đã là thuộc dòng đẳng cấp rồi, nhưng con này thì nó chất lượng hơn và cái giá thành của nó cũng cao hơn. Như con này thì có thể tính sò được. Đấy. Máy 5 vỉ cũng là hàng của Mỹ, được sản xuất tại Trung Quốc. Từ những cái con ốc này, từ những con ốc, tất cả còn nguyên keo niêm phong. Đấy. Dây dợ tất cả còn nguyên keo niêm phong các bác nhé. Em quay rất là sắc nét cho mọi người xem. Bên vỉ mạch nó có khác gì những cái dòng đẩy crown đâu. Các bác nhìn này, quá là đẹp. Hàng xịn thì các bác đẩy có những con nó kiểu giống như thế này nhá. Nhưng ở đằng sau của nó ấy, ở cái đây này, đầu cọc đấu dây loa này thì nó chỉ có cái chân chấu để bắt giáp vào thôi, thì nó không có giáp lưu trích và nó không có một đường để đánh súp. Có nghĩa là khi các bác không sử dụng đánh no full thì các bác có thể sử dụng cái đường này đấy, xong gạt qua chế độ bright thì có nghĩa là hai kênh này nó sẽ dồn một để các bác đánh súp. Đấy, các bác đánh đường này ok nhá. Đây, đường input thì có đường 6 ly và đường calon 3 chân. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đấy, kể cả những cái quạt cái thứ này. Nó làm nhìn rất là đẹp. Con này giá 7.500.000 các bác nhá, 7.500.000. Đây, còn đối với dòng này thì chơi gia đình. Đây cũng là đều hàng xịn nguồn xung. Con này 250W, các bác chơi cặp loa bass 25 ok. Giá 2 triệu lên đường. Đây. Con này 550W, cũng là để hàng xịn. Nguồn xung. Dòng CA 550W. Đánh cặp bát 30 hoặc là cặp bát 40 đơn. Đấy. Quá là đẹp. Giá là 2.800.000. Còn con này cũng là dòng công suất lớn. Máy CA xịn nhá các bác nhá. Các bác nhìn máy này, các bác đã biết là cái độ chất của nó rồi, nó quá là đẹp, tất cả còn zin nguyên bản. Đấy. Đánh full đôi xúc két không phải nghĩ nhá, xe 18 và nó rất là nặng. Máy class H bù áp. Đấy. Đấy, nhìn đằng sau của nó này. Quay hơi ngược tí thì nó không được sáng lắm. Đấy, cắt súp cắt xiếc các kiểu luôn nhá, có cả riêng một đường để đánh súp này. Con này giá 5.900.000 các bác nhé, giá rất là hợp lý. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Tất cả mà con máy này em quảng cáo và giới thiệu các bác đều còn zin nguyên bản, các bác phát hiện sửa chữa thì cứ em tặng luôn đẩy các bác nhé, khỏi cần phải trả tiền nữa. Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn toàn thể các bác.